xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe những lời pháp thoại đầy năng lực thanh tịnh của Thầy. Dạ, thưa Thầy, chúng con có câu hỏi tiếp theo là trong bố thí ba la mật, trong lục độ ba la mật thì bố thí là cái hành đầu tiên. Thì thưa Thầy, tại sao là đứng đầu tiên? Có phải là vì đó là quan trọng nhất trong cái hành lục độ ba la mật không ạ? Cảm ơn cô Nhật Nguyên Huy. Thực ra thì nếu chúng ta nói rằng là quan trọng nhất trong lục độ ba la mật gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và thứ sáu là trí tuệ, thì cái điều đó nó cũng không sai. Bởi vì nếu mà chúng ta đến để mà chúng ta bảo một cái người đang quằn quại bởi một cái sự hành hạ của một cái cơn đói mà chúng ta không có giúp đỡ cho họ côn thuốc vân vân, mà chúng ta biểu trì giới đi, thì đương nhiên là cái lời khuyên của chúng ta sẽ không mang lại kết quả. Cho nên trước hết, khi thấy một người đang ở trong một cái cơn khát nghẹt, cái lòng thương, cái tâm từ bi của chúng ta nó sẽ rung động mãnh liệt trước cái cảnh đau thương của tha nhân. Và chúng ta tìm cách để mà chúng ta băng bó cái vết thương từ tâm hồn cho đến vật chất của những đối tượng đang rơi vào một cái hoàn cảnh rất là thương tâm đó. Chúng ta phải cho họ ăn những cái thức ăn để họ hết đói. Chúng ta phải băng bó những cái vết thương của họ bằng những cái loại thuốc này, thuốc khác. Khi mà họ không còn cái sự đau đớn hành hạ, dù là cái sự đói khác hay là một cái vết thương nào đó, kể cả vết thương lòng, đến thì chúng ta phải bố thí những nụ cười, chúng ta phải bố thí cái sự vô ý vân vân để hàn gắn những cái vết thương từ tinh thần cho đến vật chất. Khi mà họ có được cái sự no đủ rồi thì lúc bấy giờ chúng ta mới hướng dẫn từ từ từng bước để giúp cho họ làm thế nào để trì giới, làm thế nào để có thể thực hành được cái sự nhẫn nhục vân vân và vân vân. Cho nên có thể nói rằng là bố thí rất là quan trọng, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là bố thí là quan trọng nhất. Cái nào cũng quan trọng cả, kể cả trí tuệ là đệ nhất quan trọng. Nhưng mà ở đây theo cái trình tự của cái pháp hạnh mà chúng tôi vừa chia sẻ qua cái câu hỏi của cô Nhật Nguyên Huy thì rõ ràng là bố thí, thưa quý vị, rất rất là quan trọng. Dạ. Dạ, vậy kính bạch Thầy, bố thí quan trọng như vậy thì người Phật tử chúng con cũng giống như là người bình thường trong đời, bố thí như thế nào mới là đúng cách thưa Thầy? Dạ. Cái cách mà bố thí đúng nhất theo lời dạy của Đức Phật là không có cái tâm gọi là chấp ngã, không có cái sở cầu. Mình bố thí vì vấn đề danh dự, mình vì vấn đề tên tuổi, vì vấn đề uy tín vân vân. Kể cả nếu mà mình không có giúp đỡ người ta trong lúc mà mình giàu có như vậy, sợ tiếng đời thị phi họ lên án họ cho mình là kêu kiết bổn xẻng vân vân, cho nên buộc lòng mình mới làm cái chuyện bố thí. Mình bỏ ra một đồng nhưng mà cái lòng của mình nó đau cả trăm lần. Cái giá trị của nó không có tương ứng, thì cái đó không phải là cái cách bố thí trong đạo Phật. Vả lại Đức Phật dạy cho chúng ta hai cái điều mà làm cho đời sống của chúng ta hạnh phúc. Thứ nhất là chúng ta tạo tài sản trong cái điều kiện trí thiện, trong cái lương tâm đạo đức, chứ không phải là trên mồ hôi, nước mắt và xương máu của người khác. Và chúng ta biết cách bảo vệ cái tài sản do mồ hôi nước mắt của mình tạo ra. Tuy nhiên, thưa quý vị, Đức Phật không có minh thị rằng là làm giàu là cái phương pháp cuối cùng. Không, Ngài không đánh giá cái sự giàu có của một ai đó, mà Ngài nói rằng là làm thế nào mình biết sử dụng tiền bạc của mình để mang lại cái lợi ích lâu dài cho tha nhân và cho bản thân. Cái đó mới là quan trọng. Thì nói như vậy, điều đó có nghĩa rằng là mình phải biết giúp đỡ, mình phải biết bố thí. Bởi vì sao? Bởi vì sự bố thí đó, sự giúp đỡ
nó sẽ tạo một cái phước báo miên viễn và vô biên cho mình và cho người ở trong đời hiện tại và nhiều đời kiếp ở tương lai. Do vậy mà ở đây đó, khi mà chúng ta nói về vấn đề bố thí như thế nào để đúng cách, như là cô Nhật Nguyên Huy đã hỏi, thì theo lời dạy của Đức Phật là chúng ta phải bố thí vào tất cả cái tâm từ bi của chúng ta. Mà khi mà nói đến tâm từ bi thì không có một cái gì gọi là ích kỷ, không có gì gọi là vị ngã. Nếu mà chúng ta làm cái công việc bố thí trên cái tinh thần đó thì chúng ta sẽ gặt hái được nhiều cái phước báo lớn lao. Dạ. Dạ. Vậy thưa thầy, vậy trong đời sống hàng ngày chúng con thấy có nhiều người rất là giàu có, và khi người ta bố thí thì không có phải là vì bố thí với là cái tâm mà thực sự muốn giúp đỡ, mà người ta muốn đánh bóng tên tuổi, thì người đó khi bố thí vậy người ta có được phước không thưa thầy? Thì cái phước cũng có nhưng mà rất là ít. Bố thí vì vấn đề trốn thuế má, bố thí về vấn đề để có được cái tên tuổi, vì cái bản ngã của mình, thì như Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, khi mà nói về vua Lương Võ Đế thì ngài nói rằng không có một chút công đức nào cả. Nói đến công đức là mình phải phải tính từ cái thể tính, chứ không thể nói từ cái việc mà bố thí. Nhưng mà nói về công đức thì chúng ta cũng hiểu rằng là có những cái loại công đức vô lậu, có những cái loại công đức hữu lậu. Thì phước đức nó thuộc về hữu lậu, công đức nó thuộc về vô lậu, phải do cái công năng tu tập chứ không phải là do cái việc làm bình thường. Nhưng mà ở đây đó nó có nhiều cái ý nghĩa, như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn nói về công đức, nói về phước đức vân vân, phân tích rất rất là nhiều loại. Thì trở lại câu hỏi của cô, nếu mà chúng ta bố thí mà vì để đánh bóng cái bản ngã của mình thì rõ ràng cái phước đức mà chúng ta gặt hái được nó rất là giới hạn. Dạ. Dạ. Vậy thưa thầy, vậy cái ý nghĩa của sự bố thí với là cúng dường, khi người ta nói là bục cúng dường hoặc bố thí, vậy hai điều đó giống nhau hay là khác nhau thưa thầy? Thường đó, ở trong thuật ngữ của Phật giáo, cúng dường tức là mình dâng lên, mình cúng dường vào tất cả cái lòng tôn kính lên những cái bậc mà cao hơn mình, chẳng hạn như là cúng dường Tam Bảo gồm có Phật, Pháp và Tăng. Bố thí là mình bố thí cho tất cả những người đang có một cái nhu cầu cần sự giúp đỡ. Cho nên cái thuật ngữ thì mình phân tích mình thấy là cái nghĩa nó rất là khác. Nhưng mà trên cái căn bản chung thì chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái loại ngôn ngữ của thế tục nó đều có một cái nghĩa gọi là giả danh. Nó chỉ diễn tả một cái sự vật nào đó ở một cái mức độ giới hạn nào đó thôi, chứ không phải là nó có thể diễn tả một cách toàn triệt. Cho nên ở một cái phạm trù tương đối thì chúng ta cũng có thể hiểu là bố thí và cúng dường nó có một cái nghĩa rất là chung. Nhưng mà như chúng tôi đã thưa, cúng dường là dành cho những cái bậc cao hơn, tôn quý hơn, mình dâng lên mình cúng dường. Còn bố thí là mình ban phát cho tất cả mọi người. Nói như vậy cũng không có nghĩa rằng là chúng ta phân biệt đối tượng vân vân và vân vân. Nhưng mà trên cái mặt phân tách ngữ nghĩa thì chúng tôi phải dựa vào cái từ ngữ để mà phân tách. Dạ. Dạ thưa thầy, vậy có nhiều người khi người ta bố thí là lý do người ta bố thí vì muốn là tạo phước cho đời sau nữa, thì cái hành bố thí khi mà thực hành như vậy nó có cái lợi ích không thưa thầy? Dạ. Cái tâm lý chung đó, thưa cô, là ai làm cái việc bố thí theo lời dạy của Đức Phật sẽ có được nhiều cái phước báo, nhiều cái công đức. Cho nên họ làm cái việc bố thí để mà tạo công đức cho mình, thì cái chuyện đó nó cũng là một cái tâm lý bình thường của những con người chưa có ngộ đạo. Tuy nhiên, nếu mà mình học cao hơn, mình thấy rằng là mình làm cái việc bố thí, mình không cần phải mong cầu một cái gì hết, không cần mong cầu công đức, không cần phải mong cầu phước báo. Nhưng mà phước báo chắc chắn sẽ đến, công đức chắc chắn sẽ đến. Giống như chúng ta trồng một cái cây hoa, chúng ta không cần phải ngày đêm mơ ước hoa trổ cho nhanh, hay càng mà mơ ước càng trông đợi, mình thấy thời gian nó dài như là cả một thế kỷ, dù chỉ một ngày thôi. Còn bây giờ mình không có mơ ước gì, mình cứ đem hết cái nguyên tắc trồng trọt canh tác để mình áp dụng cho một cái chậu hoa, thì đến cái lúc mà nhân duyên thời tiết chín mùi nó sẽ cho mình những cái hoa hiệu quả, mình không cần phải cầu nhưng mà tự nhiên có. Thì cái vấn đề bố thí cũng vậy, mình biết mình cứ bố thí mình sẽ có được những cái công đức, mình đem hết lòng từ bi của mình ra để mình bố thí thì mình sẽ thấy cái tâm của mình nó an lạc hơn là vừa bố thí và vừa mong cầu một cái gì đó. Dạ.
Dạ, kính bạch thầy, chúng ta còn khoảng 3 phút cho chương trình, thì chúng con kính mời thầy tóm lược đôi lời pháp nhủ về cái cuộc hành trình của Ngài Thượng Tọa Đồng Tử với cư sĩ Minh Trí trong cái phẩm này trước khi chúng ta tạm chia tay khán thính giả. À, A Di Đà dạ, Phật. cảm ơn cô Nhật Nguyên Huy. Thưa quý vị đó, như chúng tôi đã thưa, thường thuyết pháp là phải trong một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, một cái ngôi chùa nào đó. Còn ở đây là vị cư sĩ Minh Trí này đã thuyết giảng giữa cái chợ. Và như chúng tôi đã chia sẻ khi nãy, muốn đem đạo vào đời, chứ không phải đem đời vào đạo. Và cái phương pháp mà bố thí của Ngài, tại sao là niệm chú có nhiều cái phẩm vật từ không trung rớt xuống. Chúng ta chắc hẳn nhiều người đã nghe về cái câu chuyện của Thạch Sanh. Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa này. Một cái nồi cơm rất là nhỏ nhưng mà có thể ban phát cho hàng ngàn người ăn. Thì đây là một cái điều mà phải nói rằng là tương đối khó hiểu. Nhưng mà ở trong môn sơ thí thực đó, có cái câu chú mà biến thực biến thị chân ngôn. Cẩn đương trì tụng Nam Mô Tát Phà Đáp Tha Nga Đa Phà Lộ Chí Đế Tam Bạc Ra Hồng. Khi mà quý vị cúng cho cô hồn các đẳng chỉ có một cái tô cháo rất là nhỏ, thậm chí chỉ có 7 hạt gạo thôi, nhưng mà nhờ cái câu thần chú đó mà nó biến mãn cả thập phương, tức là pháp lực bất tư nghị, từ bi vô quái ngại, thất liệt biến thập phương, phổ thí châu sa giới. Pháp lực của chư Phật là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Chỉ có 7 hột gạo thôi nhưng mà nó biến mãn khắp cả 10 phương, nó ban bố cho cả hàng triệu hàng triệu hàng tỷ cô hồn như vậy. Đây là một cái điều mà mình chưa phải là Phật, mình chưa phải là Thánh, mình cũng không thể hiểu được. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta không phải là những cái loài thủy tộc, chúng ta không hiểu được cái phương pháp sống của những loài tôm, loài cá dưới nước. Phải đợi những cái nhà mà chuyên nghiên cứu về những cái giống tôm, giống cá cung cấp cho chúng ta những cái tài liệu thì chúng ta mới hiểu được. Huống chi là cái trình độ của chúng ta và trình độ của chư Phật hoàn toàn rất là khác xa. Thành thử ra chúng ta chưa hiểu, chúng ta cũng không có gì để mà phải buồn, phải ngạc nhiên, mà chúng ta cần phải đầu tư thì giờ nghiên cứu hành trì. Một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu. Tóm lại cái phương pháp bố thí sẽ mang lại cái công đức rất là lớn. Nhờ công đức đó mà đời sống của chúng ta an lạc, hạnh phúc, tránh xa những cái tật bệnh hiểm nghèo, vân vân. Đó là một cái pháp hành mà chúng ta cần phải thực hành. Dạ, chúng con cảm ơn thầy đã ban bố cho chúng con cùng với khán thính giả một bài pháp thoại rất là sâu sắc và hữu ích. Chúng con sẽ cố gắng ghi nhớ để áp dụng vào đời sống của mình. Và Nhật Ngân Huy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật trong 30 phút vừa qua. Thời lượng cho chương trình đến đây đã hết. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tới. Quý vị có những thắc mắc về nhu cầu tâm linh, những ý kiến đóng góp cho chương trình cũng như những câu hỏi về Phật Pháp, xin quý vị liên lạc chúng tôi về chùa Đầu Ngựa ở số phone là 714-890-9513 hoặc chùa Diệu Pháp ở số phone là 626-614 0566. Kính chúc quý vị được vô lượng an khang, thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xây tương thân tình.